nè, coi thịt nó ướt nhẹp luôn. Hãy subscribe.
Yeah.
mình gác mấy trái rồi? 29 gác 3 rồi. Dạ, 3 trái. Hay quá, chốt. Quá, chứ cái chân bị méo rồi. Đừng có chấn thương tinh thần nha. Thôi,
ngu sụp rừng ra ngay trong sân băng luôn. Kỳ quá đi, cho em hát lại đi. Con thấy thế rồi. Đừng đừng đừng.